Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá lúa mới nhất nha anh chị ha. Và đây là những cái thông tin mới nhất từ những anh chị đã bình luận từ cái video trước của em ha. Và bây giờ em sẽ cập nhật cho anh chị cùng nắm nha. Thì đầu tiên thì em sẽ cập nhật về cái giá lúa là Đại Thơm 8 ha, của một bạn là User2Z nè. Thì bạn này bạn có nói là bạn ở Sóc Trăng, là hiện tại là ảnh bán được là 8.500 nha anh chị ha, khá là ok luôn nha anh chị. Rồi tiếp tục là một cái video thì em có chia sẻ về là giá lúa gạo ai là người hưởng lợi nhiều nhất khi mà thủ tướng mà lên cái giá anh chị là khoảng là 400 đồng cho một ký lúa anh chị. Thì một bạn Ngân Võ thì bạn nói là lúa tăng thì tăng chứ mà doanh nghiệp thì hưởng lợi, còn đối với người dân mình thì sẽ không có hưởng được gì đâu nha mọi người ha, tại vì lái thì nó ép giá quá. Rồi tiếp tục là em cập nhật là câu bình luận của bạn là Nguyễn Thị Kim Sơn nha. Mình ở Châu Thành An Giang nè, hôm qua là 7.800, hôm nay là 7.900. Nó lên rồi. Ok bạn nha. Ok, tiếp tục là bạn Anh Hùng nè, bạn gần chính xác. Tôi ở Thạnh Hóa Long An. Có nhiều người bình luận đúng rồi. Ok bạn nha. Rồi bạn User là 8N nè, mình ở Tân Thạnh Long An ha. OM 18 là trả 7.900. Mùng 4 này á là mình cắt. Ừ, vậy là ok nha. Tiếp tục là ở Tân Thạnh nè, Tân về Thạnh An, Vĩnh Thạnh, hiện nay là giá dao động Đại Thơm 8 là 8.700 đến đến 7.800 gì nè, 97-98 ngày cắt. Cái này ảnh bình luận không có rõ nha. À, Đại Thơm 8, Đại Thơm 8 là giá 8.700 ha. Rồi tiếp tục em qua câu hỏi của anh này luôn, là anh là Hoàng Khanh nè, 9574 nha, là lúa ở Tuy Phong, Bình Thuận, lái mua chỉ có 7.200 thôi. Cái này là giá nó rẻ lắm nha anh ha, cái này là giá rẻ lắm, có thể là anh bị ép giá hoặc là những anh còn anh bình luận lên thì anh chị xem tham khảo. Rồi tiếp tục là anh Trần Quốc Bảo nè, rồi anh là Hồng Dân Bạc Liêu là lái mua là 7.800 nè, Lộc Trời là 8.100. Rồi em xem bình luận ha. Đây, Hồng Dân Bạc Liêu, anh ở xã nào á? Em ở Ninh Quế A nè. Nói chung là những anh em ở gần đó ha. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục là một bạn là User 5532 ha. Chào các bà con nhà nông, mình sống ở Tây Âu, giá gạo ngon nhất của Việt Nam bán trong thị trường khoảng là 2,3 euro ký, là tương đương 62.000 tiền Việt Nam. Ở này là một bạn ở nước ngoài cập nhật luôn nha. Ok, cái đó là giá gạo nha. Rồi một bạn là hỏi là giá nếp ở Long An thì bao nhiêu, thì hôm qua nay em cập nhật thì tầm ra khoảng 8.000 nha anh chị ha. Đó, một bạn trả lời luôn nè, bạn Funny vậy nè, cập nhật là cái giá nếp là 8.000 luôn nha anh chị. Rồi tiếp tục là bạn User 9X ha, OM 18 ở An Giang, mùng 4 này cắt, là giá là 7.900. Rồi tiếp tục nha. Rồi một bạn là User 5795 nè, Vĩnh Hưng Long An mới bán xong 32 là giá 8.000, mùng 5 thu hoạch 95 ngày. Rồi cảm ơn anh luôn nha, cập nhật khá là chi tiết. Thì anh chị nào mà muốn cập nhật á, thì anh chị điền cho giúp em ha cái bình luận gồm có tên lúa nè, cũng như là cái xã của anh chị đang ở và tỉnh nha. Thì anh chị ghi chi tiết vậy thì em cập nhật cho bà con cũng dễ hơn nha anh chị. Rồi tiếp tục là anh User 9X nha, là mình tên Hải, có ai biết ở Bến Cầu Tây Ninh OM 380 và 504 giá bao nhiêu hay không? Thì ở đây thì có một bạn vô trả lời nè, Trần Thanh Tùng ha, là quê mình ở tỉnh Biên An Giang, OM 380 mới bán là 7.550 đồng, còn lúa OM 504 là lấy cọc là 7.400, là cọc sớm á, còn thời điểm này thì có thể là lên nha anh chị ha. Rồi bạn Phan Nguyễn nè, ở Tam Nông Đồng Tháp, là Đại Thơm 8 là 8.000. Rồi giá nếp sao bạn? Giá nếp là 8.000 nha, ở Long An nha. Thường là ở Long An là giá nếp cao lắm, nhưng mà giá niêm yết ở trên thị trường là nó gần 9.800 lần á. Giá niêm yết là tới 9.800, nhưng mà ở ngoài thị trường mua chỉ có 8.000 thôi. Rồi anh Tùng Phan nói nè, cò lái bất lương, lúc nào cũng ép giá nông dân, khi lúa sụt chúng bỏ cọc, nông dân nằm đồng. Nó thấy chưa? Nói chung là em cũng nghe vụ mà ép giá là em cũng, nói chung là em cũng không có chịu nữa, nhiều lúc em cũng khè dữ lắm. Rồi tiếp tục là bạn Nhiêu Trần 6259 nha, ở ngã 5 phường 3 mới lấy cọc là 7.800 Đại Thơm 8. Rồi cảm ơn bạn luôn nha. Rồi tiếp tục nè. Rồi thủ tướng cho lên 400 đồng mà lái nghệ tuột 400. mấy ông lái thì ổng phải nói vậy thôi, lái cho lên mà mấy ông nói tuột hả? Trời ơi.
Vậy là mấy ổng nói mình không có xem thời sự với xem YouTube rồi. Nói chung là bên em á, là YouTube là em cập nhật rất là kỹ. Em không phải em cập nhật từ ở trên xuống đâu, mà em sẽ dạo hết một vòng ở những cái kênh YouTube cập nhật như thế nào đó, rồi sau đó là em sẽ xem hết những cái bình luận mà của anh chị coi cái tình hình nó là sao, sau đó em quay cái video lại em chia sẻ cho mọi người. Đó là cái cách làm việc của em mà để mà cập nhật giá. Thì chắc chắn là cái giá của mình khi mà em đưa ra anh chị thì nó đâu đó thì nó đúng khoảng đâu khoảng 80% thôi, còn 20% là nó có thể là nó sai lệch. Cái lý do đôi lúc sẽ có những anh cò, anh giả, anh tạo nick ảo anh chị, anh vô anh bình luận cái giá thấp đặng cho em cập nhật, thành ra là ảnh mấy ảnh mới ép giá được. Nó thì như có nhiều tỉnh như tỉnh Sóc Trăng đi, rồi tỉnh Tiền Giang của em đi, vô đó ép khó ép lắm, tại vì lúa bên em nó rất là cao. Hiện tại là cái lúa VD20 nó là 9.200, ngày hôm qua hôm nay là giá là không đổi luôn nha anh chị, mà không tuột luôn nha. Còn đối với cái nàng hoa là nó cũng đã là 8.000 mấy rồi, 8.500 nha anh chị ha, rất là cao luôn ở Bình Đông, Bình Đông thị xã Gò Công nha anh chị ha. Đó, em chia sẻ cho anh chị một số vậy. Rồi tiếp tục nè, anh Tâm Trần họ cho mình số cò lúa ở khu vực huyện Thạnh Trị Sóc Trăng. Rồi anh chị nào mà có số cò lúa, anh chị cứ nhắn tin vô cái kênh của em luôn đi ha. Cứ ghi dụ như là cò lúa mua khu vực Sóc Trăng ở xã nào, huyện nào đó, anh chị bình luận vô giúp em luôn, thì sẽ giúp được những cái anh chị nào mà ví dụ như anh chị bán được giá cao đúng không, thì anh chị bình luận cái anh cò đó lên để cho những anh chị khác là mua luôn nha. Đó, rồi nếp Long An 9.500 đến 9.800, nếp khô hay tươi vậy bạn, ở một quá Long An chỉ có 7.800 thôi. Cái này là cái nếp tươi, nhưng mà cái giá này là cái giá niêm yết nha anh user 3C nha, cái giá niêm yết, cái giá niêm yết từ thị trường xuống, mà khi mà mấy anh lái mấy ảnh đi mua thì mấy ảnh sẽ mua tự dụ như 7.800 hoặc là 8.000 mấy đặng mấy ảnh có lời, thì đó là vậy nha anh chị ha. Rồi OM là 4900 giá bao nhiêu vậy anh? Ở khu vực em á là nó là 8.500 nha, khu vực là Gò Công nha. Còn em thấy mấy khu vực như là Tây Ninh á, hôm qua hôm kia chỉ có mấy anh bình luận vô chỉ có 6.800 mà em biết chắc chắn luôn á, 6.800 đó là cái câu bình luận là của mấy anh cò để mấy anh ép giá, thành ra là em không có cập nhật nhiều. Đó. Rồi tôi ở vùng Viền Kiên Giang nè, bữa nay cắt lúa Đại Thơm 8 có 7.500 mà bạn nói cao nổi vậy. Thì giá là nó cao ở những cái tỉnh khác, tại vì giá ở đây là mỗi nơi là mỗi khác chứ không phải là ấy, nhưng mà so về cái tình hình chung là nó vẫn cao. Ví dụ như lúa anh đi là 7.500 đi, nhưng mà anh so với những cái chỗ như là Cà Mau đi đó thì giá nó rẻ rề, Hà Tây Ninh đó rẻ, hoặc thậm chí là Long An bây giờ là đang bị ép giá nhiều nhất đó. Rồi này, tiếp tục là một bạn nè, em nói chính xác quá, chắc bị cò nó chọt nên giá lúa ở Long An nó rẻ. Đúng rồi, cái giá lúa Long An bây giờ là em thấy nó rẻ nhất, tại vì cái khu vực mà Đức Hòa, Đức Huệ á, là theo những anh chị bây giờ cập nhật là lúa còn rất là nhiều luôn, so với những cái tỉnh khác là người ta đã thu hoạch là khoảng đâu là 1/2 rồi. Thì do đó thì em cũng cố gắng thời gian tới em cập nhật về cái giá lúa ở khu vực Long An, đặc biệt là khúc Đức Hòa, Đức Huệ cho anh chị cùng nắm nha. Rồi tiếp tục là em cập nhật là anh là Tiến Nguyễn nha, máy cò lái ép giá Bà Rịa Vũng Tàu 4900 chỉ có là 6-7 ngàn. Cái 6-7 ngàn này là bị ép giá, nếu như là mình không bán thì mình có thể mình kiếm lái khác nha anh chị nằm ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu mà có lái mà trên khoảng đâu 7.500, anh chị bình luận vô giúp em nha, để cho bạn Tiến Nguyễn này có thể là liên hệ được cò nha. Nó em sẵn em làm một cái khu vực để cho anh chị có thể là giao lưu luôn, ví dụ như anh chị nào mà biết được những cái lái mà người ta được cái giá cao đó, anh chị cứ bình luận lên giúp đỡ người khác luôn, nó vừa cập nhật được giá mà vừa giúp được người khác luôn nha anh chị ha. Rồi anh Trường Giang này, giá lúa 4900 tại Tây Ninh chỉ có 7.200 thôi, khu vực Châu Thành Tân Biên. Ở khu vực Tiền Giang là hiện tại là 8.500 nha. Nó hơn 1.300 luôn nha anh chị ha. Đó, một bạn user 7.000 Đại Thơm 8 nè. Giá này là cái nó đưa ra là em thấy là nó chưa chính xác nha anh chị ha, chưa chính xác, tại vì giá bây giờ thì phải chơi trên 7.700. Rồi tôi có một anh là user 09 vậy nè, tôi ở Đắk Lắk hơn nửa tháng nữa mới cắt ST24 giá sao anh, thì nửa tháng nữa anh chịu khó anh xem kênh em nha, bấm đăng ký kênh giúp em nha. Đó, rồi tôi ở Tân Thạnh, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ,
Giá cò lá chỉ mua là đài thơm 8 chỉ có 7.800 thôi, OM 18 là 7.700, 4 ngày nữa cắt. Rồi cảm ơn anh luôn, em thả tim nhanh luôn nè. Rồi đài thơm 8 Sóc Trăng là 8.400 ký. Rồi mình ở phường 5, lúa hôm nay là 90 ngày. Đó, khu vực em nói chính xác quá em ơi. Rồi ở Đức Hòa Long An của mình buồn lắm bạn ơi, có ít người làm lái nên chỉ có 2 người mua thôi, mà anh em ruột nữa chứ, thích mua như thì mua. Đài thơm 8 mà mua chỉ có 7.000, còn nếp mua 7.200, có lúc còn 6.800. Trời, cái này là bị ép giá nặng luôn nha anh chị ha. Cái giá niêm yết bây giờ nếp của người ta gần 10.000 rồi, 9.800 gần 10.000 rồi. Rồi tiếp tục nè, một bạn Bùi Minh Ước ha. Nhìn chung Kiên Giang, An Giang lúa OM 34 là 90 ngày cắt là 7.400, 95, 96 ngày cắt là 7.500, 97, 98 ngày cắt là 76 tùy theo lúa chín. Đó, rồi ok nha. Thì ở đây còn những cái bình luận nói chung là nó không có liên quan, nó chỉ liên quan đến phần chính trị, nên ra em chỉ cập nhật sơ qua cho anh chị nha. Anh chị biết giá lúa nào nữa thì cập nhật giúp em, sáng mai em sẽ làm video em cập nhật cấp cho anh chị cùng nắm nha. Thời điểm này thì giá thì cũng tương đối là nó lên nha anh chị ha. Rồi em xin được mến chào.